trên phường đưa về là những các tờ phiếu xin ý kiến để phải sửa đổi hiến pháp năm 1992 thì chúng ta đã phát hiện được gia đình một rồi và phát sinh những vấn đề nào vậy. Báo cáo với tôi là như này, thì là hôm nay thì là coi như có cuộc họp này thì nếu đã ý kiến phát biểu trực tiếp thì đây có cái bản ông trưởng lý sẽ nắm mắt thì chúng ta phải lấy ý kiến của nhân dân rộng rãi, thông qua
góp cho cái dự thảo hiến pháp của năm 1945. Đó là một toàn thể nhân dân toàn quốc, trong đó từng mỗi gia đình có được quyền này. Quyền này thì một có phần đầu thì nó đưa lên là cái là hiến pháp năm 1992, và bên phải này thì nó là hiến pháp sửa đổi những điều nào như thế nào thì nó bên cạnh chúng ta đối chứng. Thế nào mong các bác sẽ có xem chi tiết đọc biết là nó sửa đổi thế nào. Còn điều ấy thì báo cáo các bác rồi, thì những pháp cũ thì nó nhiều hơn, số điều nó lớn hơn, số chưa nhiều hơn, nhưng mà cái hiến pháp sửa đổi này chỉ có 150 điều thôi, trước kia là 140 điều. Thì báo cáo các bác là đây để cho các đồng quyền này so sánh trước khi năm 1992 với cái hiến pháp sửa đổi này thì nó sửa đổi như thế nào, thì bên cạnh đối chứng ra điều sửa đổi các bác sẽ xin. Sau đó thì cái phần thứ hai của quyền này là để báo cáo của cái ban dự thảo hiến pháp, thì người ta thuyết minh là cái việc dự thảo với cái sự như thế nào, quyền như thế nào, các cái chương mục như thế nào, thì nó đưa cái hai là phần thân chí đấy, thì cái việc báo cáo tình hình cái dự thảo này thì báo cáo các bác như vậy. Thì tinh thần là chúng ta ấy thì không phải là chỉ có tổ chức ra đâu, mà tất cả các tổ trong phường, trong tất cả quận, tất cả trong nước đều có với tinh thần là chúng ta nghiên cứu cái dự thảo này, cái pháp này để lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào, thì trong cái này để cho nó tập trung và nó rõ thì người ta mới hai phần, một phần là ý kiến chung, ý kiến phần một là ý kiến chung về cái dự thảo đấy này, có những phần như thế nào, cái phần ý kiến của mình như thế nào, chung ý kiến chung và ý kiến cụ thể cho các điều, các chương, các thứ thì các bác phải đồng ý như thế nào, không đồng ý có quan điểm của mình như thế nào thể hiện trong cái tờ để báo cáo các bác ấy. Thì mỗi gia đình đều có một tờ này, một ý kiến của các bác sẽ có cái tờ này có ý kiến, mình mong rằng là các bác được hiểu, các anh các chị đây cùng với thanh niên gia đình xem xét để chúng ta cho ý kiến và gửi lại cái tờ này cho tổng để cho ban lên tập hợp tất cả cái này chưa, thì cái này nó từng giờ một được tập hợp lên để được xem xét và được ý kiến thì báo cáo này mong rằng tất cả các bác mong rằng các bác có ý kiến về ý kiến riêng các gia đình thì đưa vào cái này. Còn hôm nay cuộc họp thì mong rằng các bác ở đây xin họp có ý kiến nào góp ý kiến thì mời thư ký có trách nhiệm ghi chép lại ý kiến đấy thể hiện. Trước đây là gì? Khi đi phát giấy với lại cái quyển này mà thì bà con đã được trao đổi, nhưng thực sự nói để cho nó dễ và cũng này nhiều bà con người ta cũng hiểu đến bây giờ phải lăn tăn, nghĩa là giấy thì một số đã thu rồi, tức là cũng có người thế là mà thôi tôi cũng tuyệt đối tôi tin rồi thì người ta bảo tôi đồng ý, ví dụ thế thì người ta đồng ý rồi, cũng có người mà ví dụ cái tờ giấy này mà nó thiếu ấy, mà nhiều muốn đóng góp nhiều hơn nhưng mà tôi thấy thiếu thì hôm nay sẽ có cái cuộc họp đây để đóng góp thêm, chứ còn một số những bà con ấy là đã gửi rồi thì bây giờ thì không có người ta lại bảo tôi gửi rồi tôi không giờ tôi có ý gì nữa thì để người ta dễ hiểu, tức là đã gửi rồi hôm nay có đóng thêm cái gì nữa đóng góp thêm, chứ còn một số mà một người mà đã bảo tức là cái tờ giấy đấy không đủ thì hôm nay đóng góp thêm, còn nếu mà đóng góp thêm nữa và cần nữa thì có thể còn có cái phiếu kín, thì trong cái tờ giấy này là bao nhiêu phiếu kín nữa trong biên bản, nên tranh cái việc đấy thì về nghiên cứu thôi, để ra cho ý kiến thế để bà con được biết để phát biểu cho nó dễ, nó nhanh, nó gọn chứ không có đi lăn tăn thế thôi. Thank you.
Tôi xin có một ý kiến. Cái thứ nhất là cái khi mà tôi đề nghị là biên bản, trong cái biên bản cái cuộc họp hôm nay ấy, là ghi cho đầy đủ những ý kiến của mọi người đóng góp ở trong cái theo cái hiện trạng cuộc họp hiện nay. Đề nghị với cuộc họp thì ghi cho nó đầy đủ về cái chức năng của mình là như vậy. Cái thứ hai nữa là tôi thấy trên báo cáo của Thành ủy Hà Nội cũng như của Ủy ban thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 3 thì Hà Nội đã góp ý xong việc sửa dự thảo hiến pháp. Tại sao 7 tháng 3 đã góp ý xong rồi mà bây giờ lại đến tháng 4, bây giờ là hôm nay là mùng 5 tháng 4 lại có thêm một cuộc góp ý nữa để phát cho từng nhà thế này, thì tôi không hiểu cách làm ăn ở đây như thế nào. Với tôi đọc rất rõ là Hà Nội đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ là đã góp ý xong bản dự thảo hiến pháp. Mặc dù cái bản đó tôi không biết được là cái Hà Nội góp ý thì đầu đuôi nó đầu cua tay nhau ra làm sao là này khác, hay là vì cảm thấy rằng là như thế là chưa đủ thì bây giờ làm lại. Cái góp ý dự thảo hiến pháp thì cần phải xác định một cách cho rõ rõ thế này này. Quyền của mỗi người công dân có quyền để mà xác định một cái bộ luật mẹ, tức là cái bộ cái nguyên tắc chung của cái dự thảo hiến pháp. Tức là cái hiến pháp là cái văn bản mà nó không phụ thuộc bất kỳ một cái đảng phái chính trị, một cái chế, một cái nhóm nào cũng như một bản thân một cá nhân nào. Do vậy ấy, mà nó là phản ánh tâm tư nguyện vọng của mỗi người dân. Tôi muốn cuộc sống như thế nào, tôi muốn chế độ xã hội như thế nào, tôi muốn cuộc là cuộc sống của tôi được đảm bảo và cái đất nước được đi phát triển như thế nào, thì người dân có một cái quyền để phát biểu lên cái đó. Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra cái bản dự thảo này để sửa đổi cái hiến pháp 1992 thì ông Phan Trung Lý là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có quy định rằng, có nói rằng là cái văn bản cái dự thảo cho hiến pháp này và góp ý cho nó là không có một cái vùng cấm nào. Chính vì thế mà tôi xin có một vài ý kiến như sau. Cái thứ nhất là cái việc mà đưa vừa rồi ông Kỳ ông có nói rằng là bây giờ đã đưa vào 90% thu rồi và ông bảo là 90% là đồng ý nhất trí. Để ông đọc ra một vài cái thì tôi thấy rằng là cái ông Kỳ ông đọc ra trong đó có một bản bảo rằng là tôi thì đồng ý nhưng mà đề nghị về phường quan tâm để đời sống nhân dân á. Cái đó không phải là hiến pháp, không phải là góp ý hiến pháp. Ông đọc ra để làm mẫu như vậy cũng không phải là cái đúng. Góp ý hiến pháp và góp ý vào cái văn bản mà Quốc hội sẽ ban hành để nước khác xác định cái đường đi của đất nước này, dân tộc này, và đồng thời rằng là nó xác định được là người dân muốn cái gì, chứ không phải là ông nói ra là tôi đồng ý thì có nghĩa là tốt. Vì vậy mà tôi xin có một cái ý kiến như thế này. Theo cái quan điểm của chúng tôi thì về trước đây đã có rất nhiều những cái vị nhân sĩ trí thức hàng đầu của đất nước đã có một cái kiến nghị gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã nhận là 72 nhân sĩ trí thức và hiện nay đã có mười mấy nghìn người ký đồng ý với cái văn bản đó, rằng là chúng tôi đồng ý, chúng tôi kiến nghị một cái văn bản về vấn đề sửa hiến pháp. Thì trong đó có rất nhiều điều, trong đó có một điều khẳng định rằng là không một đảng phái nào được phép đứng lên trên mình dân tộc. Còn về phía người Công giáo, chúng tôi là những giáo dân thì cũng như trong 8 triệu giáo dân cũng như tất cả là tư cách công dân thì chúng tôi đã có đồng ý vào một cái bản là kiến nghị của cái Hội đồng Dân tộc Việt Nam. Và cũng như trong cái bản kiến nghị đó thì nói rất rõ, bởi vì người ta phân tích rất cụ thể, muốn góp ý vào hiến pháp thì chúng ta phải căn cứ vào cái bản sửa đổi và cái bản cũ và cái bản dự thảo này này, người ta có cái gì đúng cái gì sai và theo mình thì trong cái bản dự thảo này đã được chưa và đúng chưa, chứ không phải có nghĩa là mình đưa về. Tôi cam đoan rằng có rất nhiều người vẫn thậm chí coi như có thể viết vào đấy là đồng ý và nói nhanh bảy là chúng tôi tuyệt đối tin tưởng rồi, cho nên không có gì cả, cái điều đó là sai, họ đã phủ nhận quyền của họ. Thì trong này có những cái đề nghị như sau. Cái thứ nhất là hiến pháp thì cần phải xác định rõ, đã xác định rõ là mọi người đều tự do bình đẳng về phẩm giá và cá nhân và quyền con người là những quyền gắn bó với phẩm giá con người và vì thế là những quyền phổ quát bất khả xâm phạm và bất khả nhượng, lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm tư tưởng những việc tổ chức điều hành xã hội và nêu rõ một nội dung quyền được sống. Mọi người đều có quyền sống, không ai được phép tước đoạt quyền sống của người khác từ khi mà thành thai khi chết. Và cái quyền làm chủ nhân dân có rất nhiều điều trong này đã được đề nghị, nhưng mà ở thế này, ở đây thì có một cái điều là thế này này. Cái bản dự thảo hiến pháp này trong đó có một điều là khẳng định rằng là cái quyền bính chính trị ấy là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó nó tạo ra một sự vô lý như thế này. Đảng Cộng sản Việt Nam có công lớn, chẳng hạn trong TV và trong các cái phương tiện truyền thông gần đây là khẳng định nào là công lao của Đảng lớn lao thế nọ thế kia, rồi bây giờ Đảng phải lãnh đạo. Điều đó là không đúng. Không một đảng phái nào được phép đứng trên bình dân tộc, bởi vì đó là quyết định của nhân dân. Đảng Cộng sản chỉ có là của 3 triệu đảng viên. Đề nghị anh Bảy ghi lại cho nó đầy đủ nội dung. Cái này thì sẽ kể, nhưng có cái hiệu thì tôi nói là tôi không thể ấy đấy. Bởi vì anh là thứ nhất,
Bây giờ thế này, cái thứ hai nữa là nếu như anh chưa thì tôi sẽ nói lại cho đầy đủ và tôi sẽ đưa cho anh băng ghi âm và sau đó thì anh sẽ tiếp tục anh ghi lại. Đề nghị anh Đại để cho tôi phát biểu, anh chỉ phát biểu ý kiến cá nhân của anh, còn đây là tôi đang phát biểu ý kiến của tôi. Đấy, khi mà đã có ghi là phải phân tích chứ không cách nào khác được. Đề nghị bà con là chịu khó một chút đấy. Đây tôi sẽ nói từng điều một, anh yên tâm. Vâng, anh muốn thêm điều gì thôi, muốn biết điều gì thế thôi. Vấn đề không phải là như vậy, vấn đề như thế này nhé, tôi nói với các bác là nói với từng điều. Chẳng hạn như là bây giờ trong này sẽ có những cái điều rất cụ thể. Chẳng hạn điều bao nhiêu, ví dụ thế là cần bổ sung cái gì thì tôi ghi lên chứ không phải ghi mấy. Bây giờ anh đề nghị anh ghi cho nó nhé, như thế này. Chẳng hạn người ta ghi là dự thảo đã khẳng định là quyền tự do ngôn luận là điều 26. Quyền sáng tạo văn học nghệ thuật là điều 43, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là điều 25. Tuy nhiên ngay từ đầu thì dự thảo là khẳng định là cầm quyền là lực lượng lãnh đạo những xã hội là lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng ở điều 4. Như vậy là phải hiểu thế nào, làm sao thực thi được cái quyền tự do ngôn luận. Nó sẽ không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền tự do tư tưởng nếu như lấy ngay đóng đinh rằng là khi lấy cái chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cái tư tưởng được cho cả dân tộc này rồi. Do đó mà tôi nghĩ rằng là điều đó không phù hợp. Tôi rất hoàn toàn nhất trí, đề nghị là tôi sẽ đưa cho anh cái văn cái chỗ này để anh ghi lại đúng như vậy. Được chưa? Anh ghi rằng là người dân có quyền, điều 26 này là quyền tự do ngôn luận được đảm bảo này, quyền sáng tạo văn học nghệ thuật điều 43 này, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo điều 25. Tuy nhiên thì ngay từ đầu dự thảo đã ghi khẳng định rằng là quyền đảng cầm quyền là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Anh lãnh đạo, anh lấy cái tư tưởng Mác Lênin tư tưởng đó vô thần để mà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội thì làm sao những người hữu thần có thể tồn tại được? Điều đó thì rất khẳng định. Anh nói rằng là tư tưởng Hồ Chí Minh và cái tư tưởng Mác Lênin để làm này thì anh làm sao để người khác có thể sáng tạo một cách tư tưởng, sáng tạo về các tác phẩm văn học nghệ thuật được cũng như các cái vấn đề khác của người khác. Do đó và cái điều, những cái điều đã ghi là điều 26, điều 43, điều 25 nó chống lại, tự cái điều 4 đã chống lại những cái điều đó. Điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lực lượng lãnh đạo nhà nước và lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng thì đó là đã làm chống lại những điều kia. Đấy là một sự mâu thuẫn trong cái bản dự thảo hiến pháp, điều thứ nhất. Điều thứ hai là nói về quyền bình chính trị thì mọi người đều được bình đẳng. Nếu nó quyền tự do ngôn luận là điều 26, cái quyền được sống là điều 21 của dự thảo, là mọi người đều có quyền sống, không ai được phép tước đoạt sự sống của người khác từ khi thai khi chết. Phải đề nghị là như vậy, bởi vì ghi là mọi người có quyền được sống. Anh được sống từ khi nào? Không thể có quyền được sống mà có thể là gọi người ta vào đồn công an ra là chết được thì bảo ra ông vào tự tử được.